Hôm nay các bạn cùng mình đến tham quan nhà hàng Sóc Nâu Dương Đông Phú Quốc xem thế nào nha. Ở đây là đường Nguyễn Trung Trực tuyến Dương Đông Bãi Thơm. Vị trí nhà hàng Sóc Nâu cách trung tâm km0 thành phố khoảng 3 dặm đường về hướng Bắc. Đời sống của người dân Việt Nam hiện nay về mặt thu nhập thì ngày càng có chiều hướng đi lên, nên vấn đề nhu cầu về thư giãn giải trí cũng ngày càng cao hơn với tỷ lệ thuận. Và để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã hội, bên cạnh đó, các quán nhà hàng ở khắp nơi trên cả nước hiện nay họ đều tạo ra không gian với những ý tưởng khác nhau để chiều lòng khách. Không gian sân vườn này thì ở phía sau hậu của nhà hàng nha các bạn. Khách đến đây nếu có nhu cầu về massage thì ở đây có rất đầy đủ như tắm bùn, tắm nước nóng, xông hơi v.v. Chúng ta nhìn thấy ở đây có diện tích cũng gần 1 hecta và được thiết kế xây dựng cũng khá là hài hòa nha. Ở hai bên lối vào sân vườn là hai căn nhà dành cho thực khách như thế này. Căn nhà này gồm có 3 tầng và cả 3 tầng đều có phục vụ khách. Vâng, chúng ta đang ở đây là tầng 2 của nhà hàng Sóc Nâu nha các bạn. Mặt trước là trục lộ chính Dương Đông Bãi Thơm cùng kết hợp với khu chợ ngã ba Sạch Trà mới vừa được thành lập. Và ở phía sau là sân vườn nhân tạo. Đặc biệt hơn nữa là những ai yêu thích bộ môn bóng đá thì nhìn về hướng tay mặt của nhà hàng sẽ bắt gặp sân bóng đá rất là hoành tráng luôn ạ. Sân bóng đá này cũng giáp ranh với nhà hàng Sóc Nâu. Mình đến đây vào buổi sáng nên sân bóng hơi vắng người, và buổi chiều thì nơi đây rất là đông khách. Vâng, tiếp tục mình lên tầng 3 và để ngắm nhìn lại toàn cảnh khu viên nhà hàng Sóc Nâu nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem và video và hẹn gặp lại.